đến đây thì vui này thì chúng ta thoải mái chứ nhở? Ok, tất nhiên rồi. Tôi thì công việc cũng bình thường lắm, nhưng được cái mới lấy chồng, được cái chồng giàu chiều như chiều vong ấy. Ghê nha. Còn tôi ấy vừa mới được con ô tô xong, S600 Mivac, cũng 15 tỷ chứ mấy. À, bảo sao mà hôm nay có nhã hứng chở cả lớp đi chơi cơ chứ. Thế ông nào? Thôi, hôm nào tôi mời các cô các cậu vào resort nhà tôi chơi. Xuống đi. Được đấy, cuối tuần đi nhở. Xin lỗi các cậu, mình đến hơi muộn, tại đường tắc quá. Các cậu đến lâu chưa? Có chuyện gì à? Đã lâu không gặp rồi, mà trông cậu vẫn bẩn thỉu nhếch nhác như ngày xưa nhỉ? Đúng là thời gian không thay đổi được con người mà. Tôi vẫn tưởng ăn mặc bẩn thỉu như thế kia thì cửa hàng người ta không cho vào chứ. Tốt nhất là cậu cút xéo khỏi đây, nhìn cậu thật là ngứa mất. Ôi, sao các cậu cứ chê cậu ấy thế? Cậu thì đúng thật là hơi rách rưới, tồi tàn thật. Nhưng cậu đã đến đây rồi, thì mời cậu vào ăn đi. Đồ ăn tí nữa còn nhiều mà, để cậu ấy ăn đồ thừa, cho đỡ phí. Tôi nói đúng đấy, dù sao chúng mình nhiều tiền cũng nên cũng biết tỏ lòng biết ơn những người đáng thương như vậy. Đúng rồi đấy, đâu phải ai muốn nghèo nghèo đâu. Mình muốn nghèo một chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu. Các cậu đừng thấy tôi ăn mặc giản dị mà coi thường người khác. Nóng quá. Nóng quá nhỉ? Bỏ qua đi. Thôi. Giản dị á? Tôi thì thấy trông nó bẩn hàn, ti tiện, còn bẩn thỉu nữa cơ. Cậu đừng có mà quá đáng. Quá đáng á? Như này gọi là quá đáng này. À, xem cô gái nghèo khó của chúng ta lại ăn vạ rồi đây này. Hay là để tôi đền bù cho cậu nhá, rồi cậu đừng ăn vạ chúng tôi nữa. Mà thôi, tiền của tôi mà cho cái loại như cậu thì nó uổng lắm. Thà tôi cầm về mua đồ ăn cho con chó nhà tôi, nó còn có ích hơn đấy. Cậu làm gì có đủ tư cách gọi đồ ăn ở đây? Chút nữa bọn tôi ăn xong, đồ thừa sẽ chuyển sang cho cậu. Đã đi ăn trực lại còn đòi ăn ngon à? Tôi mà là cậu ấy, thì tôi về luôn cho đỡ xấu mặt. Ở đây, không ai có quyền được đuổi tôi hết. Tôi đã đến đây rồi, đi hay ở là việc của tôi. Nhân viên nhà hàng đuổi hết cả rồi. Chị đề nghị em đuổi ngay loại nó ra khỏi đây. Chị không hiểu tại sao các em có thể để nó ở trong này được. Một cái nhà hàng sang trọng như này cũng cho một người nghèo khó, bẩn thỉu, bần hàn để vào đây ăn à? Hay là em muốn tôi vừa ăn vừa nôn ra đây để cho em thu đây? Hay em sắp cho anh bán khác đi, chứ còn nó ở đây không thể nuốt được. Các cậu thôi đi. Em à, em sắp chị một bàn nhỏ khác đi, coi như là chị ăn trưa buổi ở đây. Đúng em. Ô, ai phải đặt hiên đi. Bàn thanh toán à? Ai bàn này? Anh toán nhở? Đây là thằng Phong Cấn nhở? Mà nó đi tu mà. Đi tu rồi. Hay là con Mỹ? Đi nhau ở đây.
Và thôi, chốt lại là như thế này. Mình không cần biết ai rửa tiền, tóm lại là mình được bao, được chưa? Ai mời người ăn đi nào. Rồi ngày nữa là rô cái được bao, rô cái được bao. Em ơi, thanh toán tiền cho chị nhá. Của chị hết 58 ạ. Đây chị gửi, không phải trả lại nhá. Đã khoảng hơn ạ. Sao mày còn ở đây? Tao nói là mày cút đi cho khuất mặt tao cơ mà. Cô không có quyền nói tôi. Mày bật tao á? Anh là ai? Mà anh vào xem vào chuyện của chúng tôi. Xin chào mọi người. Tôi là Tuấn, là tổng giám đốc công ty bất động sản An Dương. Và đây là Huệ, phó giám đốc công ty bất động sản An Dương và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Tôi đã định mời mọi người bữa ăn ngày hôm nay, nhưng chứng kiến mọi người đối xử quá tệ với Huệ nên tôi quyết định sẽ không trả tiền bữa ăn ngày hôm nay nữa. Tại 这里等你